Một chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2021 sẽ lướt hơn 5 vạn. Bây giờ em để cho anh chị nhà mình lanh quanh 5 đồng thôi. Lanh quanh 5 đồng còn thương lượng còn lọc lái chị nhá. Hôm nay em vừa về thêm được một em Xpander đời 2021 1.5 số tự động nhập khẩu, một chủ từ mới, màu bạc, nội thất màu đen. Đấy, chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là nhô 5 đồng một chút. Đấy, còn thương lượng còn lọc lái cho anh em mình. Đầu tiên em sẽ đi tổng thành form dáng một vòng. Sau đó em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận để các bác nhà mình ngắm kỹ xem. Được chưa? Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Đấy, chạy vừa lành vừa bền này, vừa tiết kiệm. Chi phí bảo trì bảo dưỡng vận hành cứ thấp. Và đặc biệt option cũng như là về tổng thể form dáng bên ngoài của nó quá đẹp anh chị ạ. Đây các bác nhà mình có thể ngắm xem về phần đuôi xe đây. Những cái đường gân nổi được thiết kế này nhìn cực kỳ là bắt mắt anh chị nhá. Đấy, ok chưa? Đây, các bác nhà mình nhìn xem những cái góc cạnh này quá đẹp luôn. Và những khớp nối đây rất là khít với nhau nhá. Được chưa anh em? Đời 2021 nó phải đẹp, nó phải lướt như thế này. Đấy, ok chưa? Sơn si cực mới luôn nhá. Đấy, đèn hậu ở trong mắt này. Đèn hậu có cả đèn LED và đèn halogen cho anh em mình. Ok chưa? Bên cạnh đó đây có gạt mưa kính sau này. Đèn phanh trang bị bên trên nóc xe. Đấy, có cả cam lùi đầy đủ hết luôn. Đây, em quay cho anh chị em nhà mình xem phần gầm bệ đây. Gầm bệ con này cực đẹp luôn chị nhá. Ok chưa? Đó, bô xả các thứ sáng choang này. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn rồi, cực kỳ là dày dặn luôn. Nói chung là những dòng xe nhập khẩu về tôn vỏ gầm bệ khung dáng động cơ thôi, cực kỳ chắc chắn anh chị ạ. Đấy, lanh quanh nhô 5 đồng một chút thôi mà còn thương lượng còn lọc lá cho anh em mình. Đây em sẽ quay cho các bác nhà mình xem cái hàng ghế thứ hai luôn này. Anh chị ngắm xem quả hàng ghế thứ hai đi ạ. Cực mới anh chị nhá. Đấy, toàn bộ là ghế nỉ nguyên bản theo xe đây. Ok cho anh em. Toàn bộ ghế nỉ nguyên bản theo xe này. Đó, táp ly màu đen nha, vân sần cực nét luôn. Nói chung là dòng này anh chị em nhà mình mà mua về vừa đi gia đình khai thác dịch vụ kinh doanh rất là ok. Đấy, đây ở phần trần đây trang bị 4 cửa gió điều hòa phía sau này. Có cả cái điều chỉnh nhiệt độ gió riêng biệt nhá. Các bác nhà mình muốn tắt đi cũng được, mà anh em muốn điều chỉnh cái nhiệt độ gió từ to đến bé đầy đủ hết này. Ok chưa? Trần con này toàn bộ trần nỉ nguyên bản nhá, bọc ni lông cho anh em mình, nhìn cực đẹp luôn. Đấy, tiếp theo đây các bác phải ngắm kỹ cho em từng cái gioăng cao su này, những cái ốp nhựa này, viền cột này cực kỳ mới bằng ạ, không một vết xước luôn. Đấy, đinh tán đây, cánh cửa đây, keo chỉ đây, zin 100%. Đấy, ốc này, ốc 7 màu này, đẹp không ạ? Đây, ốc cánh cửa đây không một vết vặn mở nhau, nguyên chấm sơn QC kiểm tra nhà máy nhá. Đấy, táp ly màu đen này, vân sần cực nét luôn, nó đẹp như thế này các anh chị. Đấy, keo chỉ cánh cửa đây, zin tuyệt đối chị nhá, zin toàn thân luôn. Đấy, ốc cánh cửa không một vết vặn mở này. Ok chị anh em. Đấy, lanh quanh nhô 5 đồng một chút thôi. Đây tiện em quay cho bác nhà mình xem phần cốp luôn. Cốp con này rộng như cái giường rồi. Đây này, anh chị ngắm xem cả cốp này được không ạ? Đó, đây phần nhựa đây rất mới chị nhá. Hai bên có chỗ để cốc này. Ok cho anh em. Đấy, có cổng tẩu đầy đủ luôn. Đó, những dòng xe gầm cao 7 chỗ như này, nếu mà anh chị em nhà mình mà đi gia đình tầm khoảng 4-5 người, các bác nhà mình gặp cho em xuống, anh em có hẳn một không gian chở hàng cực kỳ rộng rãi về sau. Và nếu mà anh chị mà đi đông người, các bác nhà mình lại dựng lên. Đấy, nó cực kỳ là dễ thao tác thôi, nhẹ nhàng anh chị ạ. Đây, em này hạ xuống này. Ok chưa? Đây bác nhà mình nhìn xem cả quả cốp đi, như cái giường luôn. Đấy, bác nhà mình bày mâm cơm đây ăn thoải mái chị ạ. Đấy, tiếp theo ở đây thì các bác nhà mình có thể ngắm cho em này, những đinh tán này, keo chỉ đít cốp này, ốc bản lề này, đối với anh em không có một vết vặn mở nhá, nó đẹp như thế này cơ mà. Đây, nói chung là những dòng xe 7 chỗ này nhìn cực kỳ là dễ rồi. Đó, đâm đụng tai nạn hay không các bác nhà mình nhìn phát lên biết ngay mà, kể cả xe đẹp các bác nhà mình nhìn qua phát nó hiện lên ngay. Đó, anh chị nhà mình ngắm xem này, được chưa anh em? Đó, đinh tán rất là đẹp anh chị nhá, không móp méo gò nắn gò hàn đâu. Đấy, ok chưa? Kể cả về phần ốp đây, ốp nhựa đây, vân sần cực nét luôn, keo chỉ zin toàn thân anh chị nhá, keo chỉ zin toàn thân này, kể cả những cái ốp bản lề chốt khóa này, nguyên sấm sơn quy sinh ở trên nhà máy này, nó đẹp như thế này cơ mà. Ok chưa? Đây em sẽ quay luôn cho các bác nhà mình xem phần hàng ghế lái đây, cũng như về phần cabin lái đây. Đấy, đầu tiên ở đây thì anh chị có thể ngắm qua xem về cái phần ghế phụ đấy ạ. Toàn bộ ghế nỉ nguyên bản trong xe anh chị này. Đấy, ghế nỉ nguyên bản nó mà còn đẹp như này cơ mà. Đấy, táp ly màu đen nha, vân sần cực nét luôn. Táp lô không một vết xước này. Đó, màn hình đầu đài nguyên bản, điều hòa 2 chiều, phím bấm mới tinh. Đấy, củ số đây, được chưa anh em, còn nguyên phấn như kể cả phanh tay cũng thế này. Đấy, ở phần yên ngựa này có chỗ để cốc này. Ở dưới này có phần cốp đầy đủ hết rồi. Được chưa? Trần là toàn bộ trần nỉ nguyên bản anh chị nhá. Đấy, lanh quanh chỉ có nhô 5 đồng một chút thôi. Giá cả thì cực kỳ là hợp lý rồi.
mà bên em thì còn thương lượng cho anh em mình. Đó, tiếp theo về phần vô lăng đấy. Vô lăng em này thì được bọc da này. Anh chị em nhà mình nhìn xem này, còn nguyên phấn luôn nhá. Phím bấm mới tinh này, cực nét này. Đây vân sần phím còi đây. Được chưa anh em? Cực đẹp luôn. Đấy, đồng hồ to rõ hiển thị rõ nét này. Ngoài ra có những cái thanh điều chỉnh hiệu ứng đèn này rất mới chị nhá. Kể cả gạt mưa này, kính trước kính sau này. Được chưa ạ? Bên cạnh đó thì đã có gương kính chỉnh điện cục điện đầy đủ hết rồi. Đây, các bác nhà mình ngắm xem từng cái ốc cánh cửa này ạ. Nguyên chấm sơn nguyên xi kiểm tra nhà máy này. Toàn bộ ốc bảy màu hết này, nó đẹp như này cơ mà. Gioăng cao su zin tuyệt đối anh chị nhá. Đấy, tiếp theo tem mác này, chốt khóa này cực kỳ sáng luôn. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây, nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, xe này mà không đi gì đi xe nào các bác ơi. Đây, keo chỉ zin 100% luôn các bác nhá. Đấy, lanh quanh nhô 5 đồng một chút thôi. Đấy, các bác nhà mình nghe không? Tiếng đóng cửa chắc nịch luôn. Nói chung là chiếc xe này chạy sướng lắm anh chị ạ, cực sướng. Mà nó rất là tiết kiệm. Đấy, bên ngoài đây nó có xi nhan trên gương nhá. La răng để trang bị cho anh em mình là la răng phay dạng đa chấu này. Bó phanh ABS sáng choang luôn. Rất là vàng và gươm anh chị nhá. Đấy, lốp thì còn liền đời. Đây, em này là tuần 34 năm 2021 này. Lốp liền đời của nó mà anh chị em nhà mình nhìn xem này. Gai này còn nguyên luôn chị nhá, cực dày luôn. Ok chưa? Đó, tiếp tục về phần đầu xe nhá. Các bác nhà mình có thể ngắm xem về phần đèn đây. Trang bị cho anh em nhà mình là đèn LED định vị ban ngày này. Trong vắt luôn, không màu và đục nhá. Phần này thì được ốp chrome sáng bóng rồi. Đó, đèn pha thì trang bị cho anh em mình là đèn halogen này. Cái thằng Xpander này thiết kế cái hốc đèn pha đẹp dã man anh chị ạ. Đấy, riêng cái hốc đèn pha này nhá, không bao giờ mà lỗi thời luôn. Kể cả ra đến tận form bây giờ nó vẫn giữ cái hốc đèn pha như này. Đấy, ok cho anh em. Tiếp tục. Em sẽ mở lắp capo em quay cho anh chị xem cái phần động cơ cũng như tổng thể về phần đầu xe có nhá. Đây. Chiếc xe này thì máy móc em để mộc luôn. Bởi vì bác chủ thì cực kỳ là giữ gìn rồi. Cũng chả là bác ấy cũng thường xuyên là vệ sinh. Nên là xe nó cực kỳ là mới. Đây các bác nhà mình nhìn xem này. Đời này thì anh chị em nhà mình thì mua xe nó quá an tâm rồi. Về máy móc các thứ là zin 100% rồi. Đấy, zin tuyệt đối anh chị ạ. Từng góc này không một vết vân mở nhá. Đấy, zin từ mặt dàn cò này. Được chưa anh em? Keo mặt dàn cò này, ốc mặt dàn cò này. Đấy, ốc này nguyên chấm sơn QC kiểm tra nhà máy này. Kể cả ở đây các bác nhà mình nhìn cho em cái hệ thống phanh ABS tương thế này. Nguyên chấm sơn luôn nhá. Từng góc tai đây. Không có một vết vân mở này, cực đẹp này. Đây các bác nhà mình nhìn kỹ cho em từng cái tai này, từng cái miếng tôn này, tôn vỏ này, đẹp không ạ? Mỏng tanh luôn anh chị ạ. Đấy, ốc bản lề lắp capo đây. Zin 100% nhá, không một vết vân mở nhá, keo chỉ này. Zin tuyệt đối này. Ok chưa ạ? Kể cả các bác nhà mình nhìn cho em đây ạ. Từng con ốc tai đèn này. Ok cho anh em, viền đèn đây. Đấy, nó đẹp như thế này cơ mà. Răng đầu sắt xi thì nguyên zin nguyên bản rồi. Được chưa ạ? Đây các bác nhà mình nhìn cho em sang bên phụ đây. Bên lái đây, nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, ốc capo này. Đó, kể cả từ tai bên lái này. Đấy, máy móc thì khô đét luôn, không gì dầu gì mỡ luôn. Đấy, da máy cực sáng anh chị ạ. Đấy, xe này mà không đi thì các bác nhà mình đi xe nào đúng không ạ? Đấy, riêng xe bên em nhá, chất lượng xe nhá, đều cam kết bằng văn bản cho anh em mình. Không đâm xô tai nạn ngập nước, cột kèo keo chỉ máy súng nguyên zin. Thủ tục pháp thì bên em sẽ bao trọn đời. Và trước khi anh em mình xuống tiền hay chốt cọc thì hoàn toàn có thể mang xe bên em đi check hãng test gara và kiểm tra bên thứ ba thoải mái. Đấy, anh chị muốn kiểm tra ở đâu cũng được, tùy theo nhu cầu của anh em nhà mình thôi. Ok chưa ạ? Về cái vấn đề mà văn bản ấy, bên em cam kết hoàn toàn bằng giấy tờ hết. Đấy, sai đâu bên em chịu ở đấy. Ok chưa ạ? Và nếu mà anh chị mà có nhu cầu quan tâm muốn xem xe thực tế thì em mời các bác nhà mình về trực tiếp cửa hàng bên em. Có địa chỉ lô số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử. Đấy, và nếu mà anh chị mở sai thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và ship xe đến tận nhà cho anh em mình. Đấy, các bác nhà mình vui lòng liên hệ cho em vào số hotline là 0969 625 825 gặp bác Việt để được tư vấn chi tiết hơn và chốt cho anh chị nhà mình cái giá tốt nhất có thể. Ok chưa? Và bác nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh, chưa follow kênh thì tranh thủ cho em một đăng ký, một follow để không bỏ lỡ những cái livestream thông báo, báo giá cũng như là các video review giới thiệu chi tiết một khi nhà em có xe mới về. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhà mình.